Lotte Nóc Phan Thiết khai trương đón khách từ ngày 5 tháng 12 năm 2013, tọa lạc tại khu dân cư Hùng Vương 1, phường Phú Thủy. Lotte Mart gây ấn tượng là siêu thị, trung tâm mua sắm hiện đại với lượng hàng hóa lớn của Bình Thuận. Lotte Mart Phan Thiết ra đời đã tạo cơ hội cho nhiều người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn mua sắm hàng hóa với giá cả phải chăng và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Hiện nay Lotte Mart với 13 trung tâm thương mại và đại siêu thị khắp cả nước đã và đang trở thành thương hiệu được khách hàng tin dùng. Sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể khách hàng chính là những động lực mạnh mẽ để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Một điểm đến, nhiều lựa chọn luôn là phương châm và mục tiêu mà Lotte Mart luôn hướng tới để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Du lịch tại Phan Thiết thì địa điểm mua sắm nào là địa điểm mà mình nghĩ đến đầu tiên ạ? Tôi thì cũng thường đi Phan Thiết chơi, cái địa điểm đầu tiên mà để mua sắm là Lotte Mart. Vậy thì chú chia sẻ một chút những cái cảm nhận của mình khi mà đến mua sắm về những cái dịch vụ tại Lotte Mart ạ? Thì ở đó thì giá cả thì phải chăng, còn người dịch vụ thì vui vẻ, tôi rất thích lại đó để mua sắm. Vâng, xin cảm ơn chú ạ. Xin được chúc chú và gia đình có một chuyến du lịch thật là vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Cảm ơn. Thank you.